Thì hai xin chào mọi người, và chào mọi người đã lại với Craftia. Thì nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi khám phá thôi đó. Từ từ để đợi zombie ra. Trong lúc đó thì tôi sẽ hồi máu. Tôi bỏ một số thứ không cần thiết. Tôi sẽ hồi nào sẽ kiếm một súng nổ mạnh hơn. Mười máu rồi. Đông khủng khiếp đi. Ui, cái gì? À đồ, ghép thử nè. Ghép thử. Cái gì? Building, tốc độ, kiểu. Cái gì kêu? Để từ từ, tôi nhớ là có cái block người ta. Đây 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 đây. Có. File. Từ có được luôn. Cha, à, đâu 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 đâu. Hối thì một cục sắt tạo ra một hối luôn. Để chắc chả đâu đúng rồi. Wow. Chà bây giờ phải đi kiếm. Đừng nhốt một lúc. Cái đồ chà quan trọng vô nè. Có hồn ở đâu đó. Này quá. Ok, hôm nay ta sẽ đi kiếm lửa. Lửa đâu đây ta? Cái này mình đào sẵn rồi. Ui. Ui, lửa lửa này. Cục gì đây? Sắt được. Ui mẹ ơi, nhanh lên. Zombie nó đuổi sắp mặt đấy. Lúc trước con nói là cho bài rồi mà. Không. Lửa. Cục gì đây? Đá khối. Ui. Nhanh về nhanh nó đấm mặt ui. Ok vậy chúng ta.
Chúng ta phải có một vũ khí cực kỳ mạnh rồi. Quá gì mà chui vô cái nhà luôn á. Ô, cầm đánh con này nó to rồi hả? Muốn chế tạo luôn cái đồ sắt sắt gì lúc trước. À, không, khó chế tạo đi, mệt quá. Đến chế tạo đây nè. Ui. Đâu rồi nhờ? Lava luôn kìa. Lại một cuộc tấn công nữa, bực mình quá. Hôm nay tôi quyết định vô cái khu đó đi, khám phá tiếp mà. Hai trăm bốn mươi con mà nó đéo mà mắc hay. Sunny. Ủa chứ còn có trời mưa nữa hả bạn? Phải bán đồng nhờ. Ê tự có cái gì đây? Bỏ những thứ đang cấu gì không? Các kiểu vứt vô hay đi. Chúng nó bắn đâu mẹ mày. Yếu vậy? Yếu vậy? Lạng lách như đúng rồi. Chỉ hai máu mấy. Cũng bắn thắng à. Này bắn đầu, này bắn nhanh. Gộ gộ đi đi, chả máu rồi. Cái cổng. Xem còn có cái cổng nào khác hay không.
Này bố mày là nó đánh chưa nhỉ? Mẹ là đi mèo mày. Ui ui không kìa, từ từ tôi không biết không trong như thế nào. Ngoài biển một cái lá à, dạ đó tôi biết. Con cào lớn, từ 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 chuẩn bị, sắp sắp. Tụi mày có gì không? Có cổng nữa. Đéo tin được có cổng nữa. Ba. Chắc con chứ nắm tôi chết cũng yếu đùa rồi. Râm rêu là bình thường. Tấn công ta đi. Ok, mình mới khám phá ra cái khu gì hay là gì nhỉ? Nhà một. Đó là con tàu mọi người. Ok, video này kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người nha. Đang không được, đang không được.